Thêm Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị cô chú khách hàng thân yêu đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 chuyên bán nhà và đất ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi trưa ngày hôm nay em Phúc đang có mặt tại ủy ban phường Thạnh Xuân để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng có diện tích chiều ngang là 4m và chiều sâu là 14m. Đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 4m, xe 4 chỗ 7 chỗ vào ok. Và đây là bản vẽ của lô đất, tổng diện tích là 56m2, full thổ cư. Vị trí lô đất là cách trục đường chính Hà Huy Giáp 200m và cách ngã tư ga 1km và được về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 15 phút đi xe máy và được chủ chào bán với giá là 2.600.000.000. Và đây có lẽ là lô đất có giá rẻ nhất quanh khu vực ủy ban phường Thịnh Xuân. Chúng ta có thể mua để xây nhà hoặc là mua đầu tư thì rất là tuyệt vời. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Hiện tại thì khu vực này cho chúng ta xây dựng lên tới 3 đến 4 tầng. Video review lô đất 4x14 sổ hồng riêng của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.